Công an quận nhất khống chế người đàn ông ngoại quốc quậy ở chốt kiểm soát dịch Covid-19. Giao hàng cho người đang thực hiện cách ly, shipper bị phạt 2 triệu đồng. Chửi bới vứt khẩu trang ở chốt kiểm dịch, nam thanh niên bị phạt 7 triệu đồng. 30 tháng tù cho bị cáo đánh cán bộ chốt kiểm dịch. Nhận 7 tháng tù vì đánh chửi công an để giải vây cho chồng kẹt chốt. Tài xế nhấn ga, hất văng trung úy công an lên nắp capo rồi bỏ chạy. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với những tin tức nóng nhất về tình hình an ninh trật tự. Các vụ án vấn đề pháp luật trật tự xã hội, công an đang được dư luận quan tâm. Bản tin của chúng tôi sẽ được cập nhật liên tục 24 giờ, mong quý vị hãy dành thời gian theo dõi. Một người đàn ông nước ngoài đi xe đạp gây hấn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19. Sau nhiều lần yêu cầu chấp hành không thành, cảnh sát đã khống chế người này. Cụ thể, lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, gọi tắt là tổ công tác 363 Công an quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự tuần tra xử lý người dân vi phạm chỉ thị 16 của chính phủ và chỉ thị 12 của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 20 giờ cùng ngày, một người đàn ông người nước ngoài đi xe đạp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hướng từ cầu Thị Nghè về quận Nhất, đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường này thì bị lực lượng trực chốt yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Người này không chấp hành mà thách thức, tháo khẩu trang, gây rối tại chốt kiểm soát. Nhận được tin báo tổ công tác 363 đang tuần tra trên đường, ngay lập tức có mặt tại chốt. Theo cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, người đàn ông này liên tục lượn qua tại các chốt, tổ công tác nhắc nhở nhiều lần nhưng không chấp hành mà còn gây hấn, quậy tại chốt. Mặc dù tổ công tác đã giải thích ra đường sau 18 giờ là sai quy định, nhưng người đàn ông nước ngoài này vẫn không chấp hành mà tiếp tục thách thức tổ công tác. Ngay lập tức tổ công tác 363 đã ập vào khống chế người đàn ông ngoại quốc và bàn giao cho công an phường Đa Cao quận Nhất tiếp tục điều tra làm rõ. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan công an vừa lập biên bản xử phạt anh HCM, thường trú ở xã Đông Quang, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, khi đang cố tình giao hàng cho một công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc cũ, thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Tổ công tác đã tham mưu lãnh đạo công an thành phố Vĩnh Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với shipper này về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo chỉ đạo của cơ quan y tế với mức tiền phạt là 2 triệu đồng. Ngoài ra công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo đó, tài khoản Facebook Sơn Loan Ga đăng tải nội dung đề cập đến việc một người bỏ trốn khỏi khu cách ly đã chạy thoát qua sông sang phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Ngay sau khi bài viết đăng tải đã thu hút sự chú ý quan tâm bình luận của cộng đồng mạng, một tài khoản Facebook khác có tên là Lê Cấp đã đăng tải bài viết có tựa đề Anh em khu vực Đồng Tâm chú ý hạn chế ra đường, kèm theo hình ảnh chụp lại màn hình bài viết của tài khoản Facebook Sơn Loan Ga đã đăng tải qua điều tra xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh phúc xác định các thông tin trên đều là thông tin sai sự thật gây hoang mang tâm lý lo lắng trong dư luận tiến hành điều tra cơ quan công an làm rõ chủ tài khoản facebook sơn loan ga là nhs chú ở phường tích sơn thành phố vĩnh yên chủ tài khoản lê cấp là lvc thường trú ở xã vân xuân huyện vĩnh tường Tại cơ quan công an, hai trường hợp trên đều khai nhận mục đích đăng tải thông tin trên là để cảnh báo cho mọi người cảnh giác hạn chế ra đường khi có trường hợp F0 bỏ trốn khỏi khu cách ly. Tuy nhiên do không tìm hiểu xác thực thông tin trước khi đăng bài viết trên mạng xã hội nên đã đăng tải thông tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang lo lắng trong dư luận. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 101 nghị quyết số 15 2020, mức xử phạt đối với mỗi trường hợp là 7,5 triệu đồng. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Công an huyện Thạch Thất Hà Nội vừa phạt 7 triệu đồng với đối tượng thông chốt kiểm dịch vứt khẩu trang lăng mạ cán bộ kiểm soát phòng chống dịch. Ngày 17 tháng 8, Công an huyện Thạch Thất Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với nam thanh niên có hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, không đeo khẩu trang lăng mạ những cán bộ làm công tác trực chốt phòng chống dịch trên địa bàn. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 8, Công an thị trấn Liên Quan nhận được tin báo của chốt kiểm soát tại tổ dân phố Phú Tân, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất về việc xử lý đối tượng NN ở thị trấn Liên Quan đã tự ý đi qua chốt kiểm dịch, vứt bỏ khẩu trang, không đeo khẩu trang, có lời nói đe dọa, lăng mạ người thi hành công vụ. Công an thị trấn Liên Quan đã phối hợp cùng Công an huyện Thạch Thất, tổ trưởng tổ dân phố triệu tập NN đến cơ quan công an để làm việc, nhưng người này không có mặt tại nhà. Đến ngày 16 tháng 8, khi có mặt tại Công an Thị trấn Liên Quan, NN đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an Thị trấn Liên Quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với NN. Căn cứ hành vi vi phạm của NN, tại thời điểm vi phạm có hành vi lăng mạ người thi hành công vụ. Sau khi vi phạm đã trốn tránh, Công an Thị trấn Liên Quan đã lập hồ sơ, đề xuất Ủy ban Nhân dân Thị trấn ra quyết định Xử phạt hành chính đối với đối tượng NN về các hành vi vứt khẩu trang nơi công cộng mức 1 triệu đồng, không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, mức phạt cao nhất là 3 triệu đồng. Có lời nói đe dọa lăng mạ người thi hành công vụ, mức phạt 3 triệu đồng, tổng mức phạt là 7 triệu đồng. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Tòa án nhân dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Quang Duy, 30 tuổi, người địa phương, 30 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Tại phiên tòa, bị cáo Duy đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và mong giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên theo hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo dùng vũ lực để cản trở việc thi hành công vụ đối với lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn mối nguy hiểm cho cộng đồng khi mà cả nước đang gồng mình phòng chống dịch nên cần phải xử phạt nghiêm khắc để làm gương. Theo cáo trạng vào lúc 16 giờ 30 ngày 31 tháng 7, bị cáo chạy xe máy trên đường 759 không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang không đúng quy cách, tay trái ôm một con gà. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, Duy dừng xe lại. Lúc này ông Nguyễn Vũ Anh công an phường Phước Bình đang làm nhiệm vụ trực chốt, hỏi lý do đi ra đường và yêu cầu bị cáo vào khu vực chốt để lập biên bản xử lý theo quy định. Tuy nhiên Duy đã không chấp hành mà có lời nói xúc phạm, dùng tay đấm vào mặt ông Nguyễn Vũ Anh. Đến ngày 3 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phước Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Duy về tội chống người thi hành công vụ. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Tuyền, 42 tuổi, cư trú ở ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về tội chống người thi hành công vụ, đặc biệt là liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Khoảng 16 giờ 5 phút ngày 3 tháng 8, Tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4 huyện Phú Tân tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị 16 trên tuyến tỉnh Lộ 951. Khi đến khu vực ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, thì phát hiện ông Nguyễn Phú Cường, 50 tuổi, cư trú tổ 8 ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, điều khiển xe mô tô chạy hướng Hòa Lạc, Phú Hiệp, nên tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện. Vì ông Cường trình bày, do ở nhà buồn nên đến nhà thằng em chơi nên tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết lúc này vợ của ông cường là bà trần thị tuyền đi đến nơi công an đang lập biên bản dùng lời lẽ thô tục chửi tổ tuần tra mặc dù được lực lượng chức năng giải thích nhưng bà tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục tổ công tác yêu cầu cưỡng chế đưa bà tuyền về trụ sở công an xã làm việc thì bà tuyền xông đến đánh một cán bộ công an nên tổ tuần tra đã tiến hành khống chế bà tuyền đưa về trụ sở công an Tại phiên tòa trong quá trình xét xử, bị cáo Trần Thị Tuyền đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi vi phạm của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyền 7 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, Công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lương Thanh Tùng, sinh năm 1985, ở xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể vào khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 8, tổ công tác gồm đại úy Nguyễn Đức Hiếu và trung úy Vũ Xuân Thắng điều khiển xe mô tô đặc chủng tuần tra kiểm soát địa bàn trung tâm thành phố Móng Cái. Khi đến gần khu vực cổng chợ ASEAN thuộc khu 4 phường Hải Hòa, phát hiện ô tô mang biển số Quảng Ninh do Lương Thanh Tùng điều khiển vi phạm dừng xe ở nơi có biển cấm dừng đỗ. Lúc này tổ công tác đến giải thích lỗi vi phạm và yêu cầu Tùng xuống xe xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên Tùng không chấp hành, vẫn ở trong xe và có lời nói phản ứng do người vi phạm không hợp tác đại úy nguyễn đức hiếu đã lấy đoạn dây cáp để khóa xe thì tùng tăng ga điều khiển xe quay đầu đâm vào trung úy vũ xuân thắng đang đứng trước đầu xe làm trung úy thắng bị hất văng lên trên nắp capo và bị ngã xuống đường đại úy hiếu và trung úy thắng điều khiển xe mô tô truy đuổi đến khu vực ngã tư giao giữa đường trần phú và triều dương thuộc phường trần phú chặn xe của tùng lại đưa tùng cùng phương tiện về công an thành phố móng cái để lập biên bản tại cơ quan điều tra tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình